Trận đấu thứ hai của Giga by Marine và là trận đấu thứ tư của khu vực GPL đối đầu với Nhật Bản trong loạt đấu của Rip Rival trận chung kết. Nhưng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Giga by Marine. Dù có gì xảy ra đi chăng nữa, họ không thể nào thi đấu được cái trận đấu cuối cùng. Hơi đen nhưng Levi có mặt ở đây để sửa sai cho Achi. Anh ta chỉ cần sút sóng âm trúng thôi. Đang thu hẹp góc của mình lại bằng một con mắt với cú hộ thể. Nhưng đáng tiếc là Levi lại sút trượt quy rồi. Khi mà Turtle đến thì Levi mới là kẻ phải lên bảng đếm số. Tốc biến đi không để làm gì cả. Cùng lắm là outplay. Cảm giác con mắt đúng rồi. Rồi sao? Và có lính không? Có lính không? Không tới. Lính tới chung rồi. Thậm chí Achi rất cẩn thận nhưng đó là một động thái. Không rồi, sẽ báo cho đồng đội của mình. Hết hộ thể rồi thì thôi. Đúng. Như đã nói đúng không? Anh ta đang quá khỏe và đó là màn solo kill của AV. Caitlyn hơi cẩn thận và Dowei vừa mua thẳng một khăn giả thuật cho mình. Khiếp. Anh ta rất sợ. Rất sợ những cái pha mà virus của Yutori có thể mở giao tranh từ tầm xa. Và thực sự tôi nghĩ rằng đây là một sự lựa chọn sáng đấy, không phải là đùa đâu. Thôi rồi Lượm ơi, một hôm nào đó như bao hôm nào, chú đồng chí nhỏ lại bỏ thư vào bao. Đúng là cái thế này chỉ có một đường duy nhất là lên quận mà thôi. Anh ta nghĩ rằng tôi nghĩ là đó là lỗi Optimus, bởi Optimus cần phải dùng ý lực và kéo được ông bộ đội xanh ra, nhưng không. Còn khu đường trên này lại là chiến thuật khai thác cá sấu tới từ các thành viên đội tuyển Rampage khi có thêm cả Ramun nữa. Nó cụ thể quá rồi. Và chống chữ sát thương ở Tussle và thoát ra phía ngoài thành công. Họ đang muốn quay bắt vào Orianna và cây là cơ hội thực sự dành cho họ. Rất tốt, đó là pha tốc biến lên xuống lưới RSL và có thêm làm choáng. Khai thác được sử dụng, Levi thấp máu nhưng điểm vào cục thuộc về Levi nhưng... và có vẻ như đang có ý định trả thù. Dịch chuyển đâu? Là Rampage. Pha dịch chuyển không thể tới vì Achi đang bị đánh đập ở khu đường dưới. Dara là người đầu tiên lao lên. Tussle bị mất quá nhiều máu và còn một tốt cho Optimus. Nhưng giữ chân thành công được Thresh và quyết định bỏ Thresh là sáng suốt dành cho Giga by Marine. Họ đã chờ Caitlyn tới. Caitlyn bay này bờ tường. Levi bị đẩy văng về. Anh ta thoát ra được với cú hồi máu và hộ thể. Quay sang bắn vào Tussle là điều cần làm. Chiêu cuối mình dùng ra từ Optimus. Ê. Anh ta gây sát thương vào Yutori không quá nhiều. Còn Achi đã bị solo kill. Dâm bẫy. Một lần bắn là đủ sát thương tới từ Levi. Và đó dù sao vẫn là một pha trao đổi hơi chưa hết. Tôi nghĩ là chưa hết đâu, một cú phẩy choáng trúng thôi là mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng mà đường dưới vẫn đang gần như bỏ qua tất cả sát thương của Achi, đánh thẳng vào trụ đấy là Evi. Và bây giờ thì Achi mới sẽ bị tấn công này. Bây giờ chẳng lẽ để anh ta khổ thế nhở? Cái giao thức này nó thôi. Achi đã bị tấn công. Ôi trời ơi, máu. Evi sẽ nằm. Chạy được không? Nhất là anh ta mất đi cái tốc biến, mất bắn móc phi thân nhưng quyết định không mất đi nội tại. Baron, trời ơi, làm thế nào để có thể ăn Baron? Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào những pha xử lý của Optimus hay những pha xử lý của Levi mà thôi. Không, Optimus không, không, ở đây. Mất rồi. Levi đang ở rồi. Rất xa. Wow, pha xử lý khá tốt, thậm chí thêm cả chiêu cuối Optimus và cũng không được. Được một người là Brom, không có Baron. Nhưng hạ cục được thêm Gragas. Đá đi. Văng Ori đi và giữ tính mạng là Levi và đó là tình huống đá cần thiết. Nhưng pha lao vào từ King Evi, Evi lùi về được. Cái gì đây? Án tử chuẩn xác, đóng hộp luôn. Muốn tấn công vào Gragas của Tussle, sát thương rất nhiều, dẫn thêm bẫy. Nhưng cú đá văng này không quá đẹp. Tussle bật khiên lên và thoát ra. Trong khi đó, Levi lao vào hơi sâu và bị bắn tương đối sát bởi Yutori. Họ cũng thành công được Brom. Brom vừa mất đi vị trí của mình để bảo kê cho Tussle. Lao ra từ A9 nhưng chọn mục tiêu có thanh tẩy không quá hay. Anh ta câu được hai phát bổ trợ đối thủ để cho Caitlyn của Noway được bắn. Xoay trúng một người, Levi vẫn sẽ đu theo. Levi cần phải lùi về. Anh ta sử dụng hộ thể. Optimus chặn đầu làm choáng được hai ba người. Đó đều có thể nhưng anh ta bấm lên đồng hồ cắt. Varus đang nằm. Ramun bị bắn. Phía sau lưng này vẫn thoát đi được. Noway gây sát thương và hạ gục thành công được Orianna. Levi chạy như là không còn gì để mất để có thể tiến đến cái hang Baron này. Kịp không? Không kịp. Chắc là kịp thôi. Có thể bay vào không đây, anh ta vẫn đang rất bình tĩnh. Máu Baron được thuộc về các thành viên đội tuyển Rampage. Nhưng Levi đang giữa giao tranh đối thủ. Dây chuyền chúng tôi được bật lên và xoáy Optimus tốc biến để né và Levi nằm xuống. Làm cho anh quay ngược trở lại. Yuri quay sang và bắn vào trụ tốc biến lên. Cố gắng giữ chân được xạ thủ đối phương để cho đồng đội lao lên. Nhưng có tối kiên cường lao vào Levi đá thẳng vào Noway. Tối hậu thư được gửi cho Noway. Và Noway, tối hậu thư này dường như hơi nặng. Trời ơi. Khít lìn lịt, tôi phải nói là như vậy. Và đó gần như là cú quét sạch dành cho các thành viên đội tuyển Rampage. Optimus đứng nấp phía bên trong nhà và không có quét sạch, chỉ có chiến thắng dành cho Rampage mà thôi.